À, về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay app về danh. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 6. Bài 6 có nội dung là hai chiếc nhẫn bằng kim loại đồng chất có thể tích là 3 cm khối và 2 cm khối. Hỏi mỗi chiếc nặng bao nhiêu gam? Biết rằng hai chiếc nhẫn nặng 96,5 gam. Cho biết khối lượng và thể tích là hai đại lượng tỷ lệ thuận với nhau. Thì ở đây là chúng ta đã có được là thể tích rồi. Chúng ta đã có được thể tích mà khối lượng và thể tích là tỷ lệ thuận với nhau. Và ở đây là chúng ta sẽ có được là tỷ lệ đúng không nào? Đây, có thể tích của hai chiếc này rồi thì ta sẽ có tỷ lệ. Và dữ kiện thứ hai là hai chiếc nhẫn này nặng 96,5 gram. Vậy thì từ dữ kiện thứ hai này, đây là hai dữ kiện này thì ta có tỷ lệ này, có tổng này, thì chúng ta sẽ áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau để chúng ta sẽ tính ra được là khối lượng của mỗi chiếc nhẫn là nặng mỗi chiếc là nặng bao nhiêu gam. Rồi chúng ta sẽ trình bày bài này như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ gọi x và y lần lượt là khối lượng của mỗi chiếc nhẫn. Thì ở đây là tương ứng là thể tích là 3 cm khối và 2 cm khối. Vậy thì điều kiện ở đây của chúng ta là x và y chắc chắn nó sẽ lớn hơn 0 rồi, và nó sẽ bé hơn 96,5. Đây chính là khối lượng, tổng khối lượng của hai chiếc nhẫn. Thì chắc chắn là một chiếc sẽ bé hơn là tổng khối lượng của hai chiếc rồi đúng không nào? Tiếp theo thì hai chiếc nhẫn là nặng 96,5 gam nên ta sẽ có là x cộng y bằng 96,5. Tiếp theo thì vì khối lượng và thể tích là hai đại lượng tỷ lệ thuận với nhau thì ở đây chúng ta sẽ có là x phần 3 và y phần 2. Đây là tỷ số của thể tích, mà thể tích là cũng tỷ lệ thuận với là khối lượng luôn. Nên là ở đây là ta sẽ có được cặp tỷ lệ này. Và dựa vào dữ kiện là x cộng y là bằng 96,5. Từ đó thì ta sẽ áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Và chúng ta sẽ có được là x phần 3 bằng y phần 2 là bằng x cộng y trên 3 cộng 2, và được kết quả của chúng ta ở đây. Từ đây thì chúng ta sẽ suy ra được x sẽ là bằng 3 nhân với 19,3. Thì chúng ta tính ra được là 57,9 và y là bằng 2 nhân 19,3 và được kết quả là 38,6. Và đến đây chúng ta đối chiếu với điều kiện là thỏa mãn. Vậy khối lượng hai chiếc nhẫn là 57,9 và 38,68. Tiếp theo các em hãy cùng cô chuyển sang bài 7 trang 15 có nội dung là 4 cuộn dây điện cùng loại có tổng khối lượng là 26 kg. Câu A là tính khối lượng từng cuộn, biết cuộn thứ nhất nặng bằng 1/2 cuộn thứ hai, bằng 1/4 cuộn thứ ba và bằng 1/6 cuộn thứ tư. Câu B là biết cuộn thứ nhất nặng 100 m, hãy tính xem mỗi mét dây điện là nặng bao nhiêu gam. Thì ở đây là chúng ta sẽ ở câu A thì chúng ta đã có dữ kiện ở đầu bài là chúng ta đã có tổng rồi. Tổng là 26 kg rồi này. Và ở đây là chúng ta sẽ có các tỷ lệ ở đây. Thì chúng ta sẽ suy ra được là tỷ lệ này có tổng rồi thì chúng ta sẽ áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau để chúng ta sẽ suy ra được là khối lượng của từng cuộn. Tiếp câu B là cuộn thứ nhất nặng 100 m, hãy tính xem 1 m dây điện nặng bao nhiêu gam. Thì ở đây chúng ta sẽ tính ở câu A xong rồi chúng ta sẽ suy ra câu B nhé. Rồi chúng ta sẽ trình bày bài này như sau. Đầu tiên câu A là gọi A, B, C, D là ở đây của chúng ta thì có đơn vị của A, B, C, D của chúng ta là đơn vị là kg nhé. Lần lượt là khối lượng 4 cuộn dây điện thứ nhất, thứ hai, thứ ba và thứ tư. Thì ở đây là 4 cuộn dây điện này là lớn hơn, chắc chắn là lớn hơn 0 và bé hơn 26 đương nhiên rồi vì tổng khối lượng là 26 đúng không nào? Nên là mỗi cuộn thì sẽ là bé hơn 26. Theo đề bài thì 4 cuộn dây điện là có tổng khối lượng 26 nên là A cộng B cộng C cộng D là bằng 26. Và có các tỷ lệ ở đây là cuộn thứ nhất bằng 1/2 cuộn thứ hai này, bằng 1/4 cuộn thứ ba và 1/6 cuộn thứ tư. Vậy thì chúng ta sẽ có A chia B chia C chia D là bằng 1/2 chia 4/6. Đó. Rồi thì chúng ta sẽ viết được dưới dạng tỷ lệ là A phần 1 bằng B phần 2 bằng C phần 4 và bằng D phần 6. Từ đó thì ta sẽ áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau. Thì ta có là ta sẽ cộng 4 cái tử với nhau và 4 cái mẫu với nhau ở đây. Thì 4 cái tử ở đây là A cộng B cộng C cộng D thì sẽ là bằng 26 rồi này.
1 cộng 2 cộng 4 cộng 6 sẽ là bằng 13. Và đến đây chúng ta sẽ được kết quả là 2. Từ đây thì ta sẽ suy ra được là A sẽ là 1 x 2 là bằng 2 này. B bằng 2 x 2 là bằng 4. C là bằng 4 x 2 sẽ là bằng 8. Và D là bằng 6 x 2 bằng 12. Vậy thì đến đây các giá trị của A, B, C, D đều thỏa mãn. Ta sẽ kết luận là vậy khối lượng của 4 cuộn dây lần lượt là 2 kg, 4 kg, 8 kg và 12 kg. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang câu B. Thì câu B ở đây là chúng ta sẽ đổi 2 kg là bằng 2000 g. Thì ở đây là câu B là 1 m. Cuộn thứ nhất thì 1 m là nặng là 1. Câu B thì là cuộn thứ nhất là dài 100 m. Được chưa? Dài 100 m mà ở đây có khối lượng là 2000 g. Thì ta sẽ lấy là 2000 mà chia cho 100 m. Thì được kết quả là 20 g. Thì ta sẽ kết luận là vậy. 1 mét dây là nặng 20 g. Là đối với cuộn thứ nhất, đúng không nào? Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài 815. Có nội dung là một tam giác có độ dài 3 cạnh tỷ lệ với 3, 4, 5. Và có chu vi là 60 cm. Tính độ dài các cạnh của tam giác đó. Vậy thì ở đây này, chúng ta đã có được tỷ lệ này. Thì ta sẽ gọi A, B, C hoặc X, Y, Z gì đấy. Thì là A phần 3 bằng B phần 4 và bằng, đây là số 3 nhá, bằng C phần 5. Và có chu vi. Chu vi ở đây của chúng ta thì chu vi của tam giác thì chúng ta sẽ tính là bằng 3 cạnh cộng lại với nhau. Thì ở đây là chúng ta sẽ có là A cộng B cộng C là bằng 60, đúng không nào? A cộng B cộng C là bằng 60. Vậy thì từ đây ta sẽ tính được độ dài các cạnh của tam giác bằng cách là áp dụng tỷ chất dãy tỉ số bằng nhau. Rồi ta sẽ gọi là A, B, C, đơn vị là cm, lần lượt là độ dài 3 cạnh của tam giác. Thì ở đây là ta sẽ có điều kiện ở đây, chắc chắn là 3 cạnh thì là dương rồi, đúng không? Và nó sẽ là nhỏ hơn chu vi của tam giác. Thì theo đề bài là chu vi của tam giác là bằng 6 cm, nên là A cộng B cộng C là bằng 60. Tiếp theo thì vì độ dài 3 cạnh của tam giác là tỷ lệ về 3, 4, 5 nên ta sẽ có là A phần 3 bằng B phần 4 và bằng C phần 5. Thì ta sẽ áp dụng tỷ chất dãy tỉ số bằng nhau và ta sẽ suy ra được, ta sẽ tính ra được kết quả ở đây là 5. Ở đây cũng sửa lại là A cho cô nhé. Thì ở đây là các giá trị ở đây là A, B, C. Thì A ở đây chính là bằng 3 nhân với 5 sẽ là bằng 15. B là bằng 4 nhân với 5 là bằng 20. Và C ở đây chính là 5 nhân với 5 là bằng 25. Và ở đây chúng ta sẽ đối chiếu với điều kiện là thỏa mãn. Vậy độ dài 3 cạnh của tam giác lần lượt là 15 cm này, 20 cm và 25 cm, tương ứng với A, B, C ở đây của chúng ta. Ta sửa lại ở đây cho cô nhé. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với bài tập cuối cùng của ngày hôm nay là bài tập số 9 trang 15. Có nội dung là Tiến, Hùng và Mạnh cùng đi câu cá trong dịp hè. Tiến câu được 12 con, Hùng câu được 8 con và Mạnh câu được 10 con. Số tiền bán cá thu được tổng cộng là 180.000 đồng. Hỏi nếu đem số tiền chia cho các bạn theo tỷ lệ số con cá từng người câu thì mỗi bạn nhận được bao nhiêu tiền. Vậy thì ở đây này, chúng ta đã có được là các tỷ lệ là cá và số tiền là tỷ lệ, đúng không? Và ở đây tổng cộng là 180.000 đồng. Vậy thì ở đây này, chúng ta đã có tỷ lệ này, chúng ta sẽ có được là tổng là 180.000. Vậy thì ở đây có tỷ lệ số tiền này, có tổng số tiền rồi thì chúng ta sẽ áp dụng tỷ chất dãy tỉ số bằng nhau để chúng ta sẽ tính ra được là số tiền. Ở đây là chúng ta sẽ tính được là số tiền mà mỗi bạn nhận được. Bây giờ chúng ta sẽ trình bày bài này như sau. Gọi X, Y, Z lần lượt là số tiền Tiến, này, Hùng và Mạnh nhận được. Thì ở đây là số tiền chắc chắn nó là một số dương, nên là X, Y, Z sẽ là lớn hơn 0 và bé hơn tổng số tiền mà của ba bạn nhận được, tức là ba số này sẽ bé hơn 180. Theo đề bài thì số tiền thu được tổng cộng là 180.000 đồng, nên là ta sẽ có là X cộng Y cộng Z sẽ là bằng 180. Và thứ hai là vì số tiền nhận được là tương ứng tỷ lệ với số cá từng người, nên là X phần 12 bằng Y phần 8 và bằng Z phần 10. Đây, các số này là tương ứng tỷ lệ. Từ đó thì ta sẽ áp dụng tỷ chất dãy tỉ số bằng nhau.
Và ta sẽ suy ra được là x phần 12 bằng y phần 8 bằng z phần 10. Thì chúng ta sẽ cộng 3 từ này với nhau và cộng 3 mẫu này với nhau. Thì ta sẽ suy ra được kết quả là bằng 6. Vậy x sẽ là bằng 6 nhân 12. Y bằng là bằng 72 này. Y bằng 6 nhân 8 là bằng 48. Và z là 10 nhân 16 là bằng 60. Vậy thì đến đây ta sẽ đối chiếu với điều kiện ban đầu là thỏa mãn, đúng không nào? Ta sẽ kết luận là vậy số tiền này, Tiến này, Hùng và Mạnh nhận được lần lượt là 72.000 đồng, 48.000 đồng và 60.000 đồng. Thì đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài tập cuối cùng của ngày hôm nay. Khóa học viên rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viên rách.